một siêu dự án lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Với vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ, diện tích quy hoạch hơn 4.000 hecta tại Quảng Ninh. Dự án hứa hẹn là siêu bom tấn mang đến một diện mạo mới cho thành phố du lịch Hạ Long. Dự án Vinhome Green Hạ Long Xanh. Về quy hoạch tổng thể, dự án Vinhome Hạ Long Xanh được khởi công vào ngày 24 tháng 10 năm 2021 vừa qua. Ngay sau khi khởi công thì dự án này nhận được sự quan tâm rất lớn của thị trường cũng như là nhà đầu tư. Vinhome Hạ Long Xanh là siêu dự án của tập đoàn Vingroup tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng diện tích quy hoạch lên tới hơn 4.100 hectare, trải dài trên hai khu vực xã Quảng Yên hơn 3.100 hectare và thành phố Hạ Long hơn 900 hectare. Với số vốn đầu tư khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương với hơn 232.000 tỷ Việt Nam đồng. Mặt bằng Vinhome Hạ Long Xanh sẽ là khu đô thị xanh được định hướng phát triển hiện đại, đồng bộ, quan tâm đến yếu tố bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử truyền thống, tận dụng khai thác các yếu tố cảnh quan mặt nước tự nhiên và hệ thống sông, hồ, kênh, rạch được thiết kế bố trí hài hòa, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan phù hợp với định hướng phát triển của khu vực. Hạ Long Xanh được xây dựng trên nền đất trũng, đất rừng ngập mặn, một số điểm nuôi trồng thủy hải sản nhỏ lẻ chưa có tiềm lực kinh tế cao. Bởi vậy, Hạ Long Xanh được xem như là dự án giúp thúc đẩy nền kinh tế khu vực Quảng Yên cũng như phát triển du lịch thành phố Hạ Long. Đồng thời, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu của cư dân, khu vực và phát triển hạ tầng du lịch theo quy hoạch chung, xây dựng thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long thành tâm điểm nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.